Man City run rẩy trước Chelsea, Haaland mất bình tĩnh trước truyền thông, Sir Tim tống cổ Rashford. Thái độ gì thế này, nhịn bàn thắng cả trận, Haaland xả cơn giận vào đài truyền hình. Trong trận cầu tâm điểm vừa qua của vòng 25 Premier League, mùa giải 2023-2024, Chelsea đã xuất sắc cầm hòa thành công được Man City và nếu may mắn hơn thì The Blue đã có thể có 3 điểm mang về. Song thứ động lại sau trận đấu này có lẽ là sự vô duyên của Erling Haaland. Suốt 90 phút có mặt trên sân, Haaland đã dứt điểm 10 lần, trong đó chỉ có 20% cú sút là đi trúng đích. Sau khi kết thúc trận đấu, Erling Haaland được các camera nhà đài quay cận cảnh. Như dồn nén những sự uất ức trong trận, tiền đạo người Na Uy đã nổi giận mà dùng tay đẩy mạnh ống kính máy quay sang chỗ khác. Hành động của Erling Haaland hiện đang bị các cổ viên giễu cợt trên mạng xã hội. Tiết lộ đáng chú ý, Rodri thừa nhận Man City đã sợ hãi Chelsea. Tôi nghĩ là chúng tôi đã chẳng chơi tốt ở hiệp 1. Chúng tôi đã để thua một bàn quá dễ dàng. Lẽ ra chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn. Chúng tôi cũng chẳng tạo ra thứ gì ở hiệp 1 cả. Chúng tôi biết Chelsea có nhiều cầu thủ chơi phòng ngự phản công tốt và rất nhanh nhẹn. Lẽ ra chúng tôi phải thủ phản công tốt hơn. Kể từ bàn thua, mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn. Man City đã cải thiện ở hiệp 2. Chúng tôi đã quyết liệt, tranh chấp bóng hơn và chơi mạo hiểm hơn. Thú thực, tôi đã có một chút sợ hãi trước khả năng phản công của Chelsea trong hiệp 1. Muốn thắng, chúng tôi cần phải chơi mạo hiểm hơn. Sau trận đấu vừa qua, khi được hỏi về công tác trọng tài trong trận, thứ đang gây ra rất nhiều tranh cãi, thì Rodri đã khẳng định rằng: "Tôi chẳng muốn nói về trọng tài nữa, tôi chẳng muốn nhớ trận nào mà có quá nhiều tình huống check VAR và chẳng cái nào có lợi cho chúng tôi. Giờ thì đành chấp nhận thôi." Phản pháo phóng viên, Pep quyên bảo vệ Erling Haaland. Đáp trả những câu hỏi mang tính mỉa mai nhắm đến Haaland, Pep Guardiola đã tỏ ra lạc quan về Haaland. "Thật tốt khi cậu ấy có 9 cú sút và lần tiếp theo thì Haaland sẽ ghi bàn thôi. Tôi từng là một cầu thủ trong 11 năm và ghi 11 bàn thắng, tức là một bàn thắng mỗi mùa. Tôi không phải một người có thể đưa ra lời khuyên về chuyện ghi bàn cho các tiền đạo. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội, Haaland cũng có những cơ hội và cậu ấy sẽ ghi bàn ở cơ hội tiếp theo. Tôi không đổ lỗi cho cậu ấy. Đây là bóng đá và chúng tôi là những con người." Trận đấu chưa dừng lại, Pep mỉa mai Pochettino. Chelsea lại một lần nữa cầm hòa Man City ở mùa giải này. Pochettino ca ngợi đối thủ là đội bóng mạnh nhất thế giới và cho rằng một trận hòa đã là sự thành công đối với The Blue. Ông cho biết: "Tôi rất hài lòng, đó là tinh thần mà chúng tôi muốn thể hiện. Man City là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Nhưng chúng tôi đã có màn trình diễn ấn tượng. Đó là điều đáng để tự hào." Những phản ứng sau đó của Pep Guardiola sau đó mới thực sự gây chú ý. Những phát ngôn sau trận của cựu huấn luyện viên Barca dường như hướng thẳng đến đối thủ và ngập tràn sự mỉa mai. Khi được hỏi về phát biểu của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Pep chia sẻ ngắn gọn: "Tốt, xin chúc mừng. Nếu ông ấy tin điều đó thì nó tốt cho đội bóng của ông ấy." Trận đấu giữa Man City và Chelsea đã căng thẳng ngay từ những khoảnh khắc hai đội bước ra từ đường hầm. Việc chào hỏi và bắt tay những người đồng đội cũ đã là những phép lịch sự thông thường. Ấy vậy mà trong ngày trở về Etihad quen thuộc, cầu Palmer đã bị những người đồng đội cũ ngó lơ và thậm chí không thèm bắt tay. Một trong số đó là thủ thành Ederson. Ông kính máy quay đã bắt lại được khoảnh khắc thủ thành người Brazil đi một mạch vượt qua người đồng đội cũ mà không hề có một ánh nhìn thân thiện nào. Nhiều người cho rằng có thể Ederson đã quá tập trung cho trận đấu, nhưng dẫu sao thì đó cũng là một hành động khiến nhiều người chạnh lòng. Lại là mục tiêu của Paris Saint-Germain sao không phải Osimhen, sao trẻ Arsenal mới là người thay thế sáng giá cho Mbappe. Paris Saint-Germain đang lùng sục khắp nơi để chuẩn bị cho sự ra đi của Mbappe. Nhiều tiền đạo đến từ Serie A đã được liên kết. Nhưng trong một bài báo mới đây, cây bút Jacob Whitehead khuyên rằng Paris Saint-Germain nên đến Premier League để tìm người thay thế và người ông cho là phù hợp nhất chính là tiền đạo Martinelli của Arsenal. Rất ít cầu thủ có thể bắt chước phong cách của Mbappe, nhưng đối với Martinelli, cậu ấy sở hữu khả năng đột phá bên cánh trái rất đáng nể để có thể trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong hệ thống của Luis Enrique. Thật mệt mỏi cho Liverpool, chấn thương của Diogo Jota là không nhẹ một chút nào. Liverpool không khó khăn trong việc đánh bại Brentford 4-1, song họ đã phải trả giá khi ngay trong hiệp 1, Coutinho cùng Diogo Jota dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Cụ thể, Coutinho gặp vấn đề về mắt cá, còn Diogo Jota dính chấn thương ở vùng đầu gối. Theo thông tin mới nhất, chấn thương của cả hai không hề nhẹ. Hiện tại, đội ngũ y tế của The Kop chưa đưa ra kết luận cuối cùng, song theo dự kiến thì hai cầu thủ trên chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu chung kết gặp Chelsea vào ngày 25 tháng 2 sắp tới. Xác nhận, cuộc thanh trừng Lee Kang-in chính thức khởi động. Những cuộc kêu gọi tẩy chay Lee Kang-in đang diễn ra rầm rộ và tập đoàn KT của Hàn Quốc là bên đã có phát ngôn xác nhận mở đầu chiến dịch của mình để đề phòng những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra. Cụ thể, tập đoàn viễn thông này đã bắt đầu cho gỡ hết những tấm áp phích có liên quan đến cầu thủ đang thuộc bên chế Paris Saint-Germain và chấm dứt hợp đồng tài trợ.
Người phát ngôn của KT cho biết, chúng tôi đã chỉ đạo gỡ hết những hình ảnh có liên quan đến cầu thủ này sau khi những lùm xùm gây ảnh hưởng đến hình ảnh. Không còn phải nghi ngờ mà nó thành thật luôn rồi. Ngoài những breaking news nóng hổi, chúng ta cùng đến với những tin tức khác. Marcus Rashford đang trải qua mùa giải thất bại về mặt chuyên môn và không có nhiều đóng góp nổi bật cho đội chủ sân Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe đang thực hiện một cuộc cách mạng chưa từng có kể từ khi nắm quyền điều hành. Trong đó, việc thanh lọc cầu thủ hay những nhân vật cấp cao được tiến hành mạnh mẽ. Cùng với sự để ý từ Paris Saint-Germain, tương lai của Rashford đã được định đoạt trong một vài tuần tới. Nhiều khả năng đó sẽ là một hành động dứt khoát của chủ tịch tập đoàn Ineos. Trong tối ngày hôm qua thì Barcelona cũng vượt qua 2-1 trước Celta Vigo, đáng chú ý khi đã có đến hai cột mốc được lập nên trong trận đấu này. Đầu tiên là Robert Lewandowski. Trước trận đấu này, tiền đạo người Ba Lan đã có 48 bàn thắng và với cú đúp ghi được vào lưới Vigo, anh đã vượt qua Thierry Henry và David Villa để cán mốc 50 bàn thắng. Levan chỉ có đúng một bàn thắng nữa để cân bằng thành tích của huyền thoại người Anh Gary Lineker. Một điều khá thú vị là có vẻ như Lewandowski đang mắn bản trở lại, khi trong 6 trận gần nhất anh đã có đến 5 bàn và 1 kiến tạo. Ngoài ra thì cột mốc còn lại thuộc về Iago Aspas. Bàn thắng duy nhất của Celta Vigo cũng chính là bàn thắng thứ 200 của Iago Aspas cho đội bóng này. Arsenal đang gấp rút tìm một trung phong chất lượng. Nhiều cái tên đã được liên kết, trong đó pháo thủ sẽ cạnh tranh với đội bóng cùng thành phố là Chelsea trong việc đem về Victor Osimhen. Tờ The Hard Tackle đưa tin, tiền đạo người Nigeria hướng tới một đội bóng có vé dự Champions League và tất nhiên Arsenal đã gần như nắm chắc tấm vé. Dẫu vậy thì cả Arsenal và Chelsea hãy nên cẩn thận trước núi tiền của Paris Saint-Germain. David De Gea được cho là vẫn đang gặp khó trong cuộc tìm kiếm một bến đỗ mới. Thủ thành người Tây Ban Nha đã trải qua 7 tháng thất nghiệp liên tiếp. Tờ Daily Mail tiết lộ rằng Newcastle đã tiếp cận De Gea vào tháng 12 nhằm thay thế Nick Pope chấn thương dài hạn. Nhưng cựu thủ thành của Man United đã từ chối vì đội bóng vùng Đông Bắc yêu cầu anh cắt giảm phần lớn lương. Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng De Gea giờ đã cởi mở hơn với các quy định thi đấu cho các đội ở La Liga. Song cả Atletico Madrid, Real Madrid và Barcelona đều không có kế hoạch chiêu mộ một thủ thành mới ở lương cao. Được biết, anh cũng đã từ chối lời đề nghị trị giá 500.000 bảng mỗi tuần từ phía Al Nassr. Alisson Disasi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau một trận đấu xuất sắc trước Man City. Những tiền đạo hạng nặng bên phía Man City, đặc biệt là Erling Haaland đã vô cùng bất lực khi những cú sút liên tục bị trung vệ này chặn lại. Không ngoa khi nói rằng trận hòa mang đậm dấu ấn của trung vệ người Pháp, thậm chí những màn trình diễn của anh còn được ví với John Terry. Chẳng có màn phòng ngự nào mùa này xuất sắc hơn Disasi. Cậu ấy làm tôi nhớ đến John Terry. Những lời khen là chẳng đủ để dành cho ngày thi đấu trên cả tuyệt vời của cậu ấy. Theo Hernandez mới gia hạn hợp đồng với AC Milan vào đầu năm 2022, song theo các nguồn tin liên quan, các bên sẽ ngồi lại và thảo luận vấn đề gia hạn hợp đồng sớm vào mùa hè này. Theo Calciomercato.com, cầu thủ người Pháp đang rất hài lòng ở Milan và đã yêu cầu hoãn mọi cuộc đàm phán gia hạn sang mùa hè. Không phải vì Hernandez muốn rời đi mà anh muốn tập trung vào mùa giải hiện tại và giúp đỡ Rossoneri nhiều nhất có thể. Hernandez hiện kiếm được 4 triệu euro mỗi năm và người ta tin rằng anh có thể tiến gần hơn hoặc thậm chí sánh ngang với Rafael Leao, người có mức lương 5-7 triệu euro mỗi năm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thú vị trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau ở những bản tin sáng trưa chiều và mọi ngày. Hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nóng hổi nào trong ngày khi theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn và đừng quên nhấn like cho video nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.